Xíu nữa anh đi tiệc á, em với chị Hai ở nhà tự lo nha. Ủa, chị Hai không đi với Hai à? Tất nhiên là không rồi. Nghĩ sao vậy? Chị Hai của em đang đúa xấu xí, chắc theo quê mặt sao? Lại vợ người ta đẹp lắm, vợ anh nhìn ghê lắm. Ờ, à, mà cũng đúng. Thôi sao giờ này chị Hai tàn vậy? Da đen sạm xấu xí, không hiểu luôn á. Anh Hai đi nha. Ừ, anh không dắt em theo thật hả? Ui, chị Hai, sao chị trắng? Thơm, đã quá vậy hả? Chị em với. Đây, chị xài cái tầm trắng cao cấp 30 giây này đây. Chỉ cần ủ massage 15 phút thôi là da trắng, bật tông, đã mịn, còn thơm nữa. Mà nguyên liệu là nhập khẩu 100%, cực kỳ an toàn luôn. Tặng cho em đó. Thiệt hả? Em cảm ơn chị Hai. Dạ, anh thay đổi nhanh quá, anh hơi bất ngờ đó nha. Thế ai là người nãy che tôi, xong rồi sợ dẫn tôi đi mất mặt? Nãy anh lỡ miệng không à? Dạ, cho xin lỗi nha. Lần sau á, giải thích cái gì anh bù đắp hết nha. Ừ, đúng rồi, anh Hai phải yêu thương chị Hai nhiều vào. Con bé này, tao không biết mày theo với ai luôn á. Cả em. Dạ, thành lỗi cho anh một lần thôi nha. Nha. Ừ, một lần này thôi. Anh biết rồi, mình đi ra.